Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Sau một năm lặng lẽ trong âm nhạc, Nguyễn Trần Trung Quân tung ra hai MV mới ngay trước thềm Tết Tân Sửu. Không sản xuất ca khúc mới, cũng không quay MV hoành tráng, anh cover hai ca khúc nổi tiếng như một món quà gửi tới khán giả trong cái Tết đặc biệt, cái Tết toàn dân sống chung với COVID-19. Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân. Hai MV đều được thực hiện đơn giản với hình ảnh Nguyễn Trần Trung Quân ngồi hát một mình trong căn phòng. Anh giữ nguyên ca từ của nước ngoài, một tác phẩm của nhạc sĩ, ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh. Trong khi ca khúc nhạc xuân nổi tiếng của làng Tân nhạc Việt Nam, xuân này con không về được nhạc sĩ Bùi Tuấn Ngọc viết lời mới, gắn liền với dòng thời sự. Bài hát là lời tự sự của người con gửi đến mẹ khi phải ăn tết xa nhà, không thể về xuân họp bên người thân. Dù vậy, những câu hát cuối cùng lại thể hiện lời chúc phúc và niềm hy vọng dành cho những người ở tuyến đầu chống giặc Covid-19. Kính chúc muôn nhà ngày xuân an vui, đất nước yên bình nụ cười nơi nơi. Kính chúc những người ngày đêm chống dịch sớm đánh tan được Covid về đón Tết đoàn viên gia đình. Xuân này con không về phiên bản Tết Covid của Nguyễn Trần Trung Quân. Nguyễn Trần Trung Quân chia sẻ về dự án âm nhạc nho nhỏ trong những ngày giáp Tết, tôi dành tặng xuân này con không về cho những người con ở trên mảnh đất Việt Nam này đã bất ngờ bỏ lỡ chuyến đi về lại quê nhà do dịch Covid-19 tái bùng phát. Còn với nước ngoài tôi muốn gửi một món quà xoa dịu nỗi nhớ cho những người con ở nơi đất khách quê người hy vọng với tình cảm đầy chân thành được tôi gửi trong từng câu hát mọi người sẽ tìm thấy ở đó một chút sự an ủi và niềm hy vọng vào tương lai tươi sáng hơn nguyễn trần trung quân ca vơ nước ngoài của phan mạnh quỳnh phong kiều